Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi chuyên mục đọc báo và điểm tin trên TTV hôm nay thứ Tư ngày 10 tháng 11 năm 2021. Mở đầu là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hà Nội lo bùng dịch trên tuyến Metro mới khai trương. Metro Hà Nội, công ty vận hành tuyến Metro Cát Linh Hà Đông vừa ra khuyến cáo người dân không nên đổ xô đi tàu cùng một lúc để tránh làm lây lan dịch COVID-19 chỉ sau một ngày tuyến Metro này được đưa vào khai thác thương mại. Hiện giờ tuyến Metro này đang trong giai đoạn cho người dân trải nghiệm miễn phí trong vòng 15 ngày sau khi khánh thành trong lúc dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở Hà Nội. Metro Hà Nội khuyến cáo những ai đi làm bằng Metro cần đi đúng khung giờ, còn những ai đi thử cho biết nên cố gắng tránh khung giờ cao điểm để hạn chế tập trung đông người. Trong ngày 7 tháng 11, tuyến Metro này đã vận chuyển 54.000 lượt khách, gấp đôi so với ngày hoạt động đầu tiên. Trang mạng VN Express dẫn nguồn từ Metro Hà Nội cho biết. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Metro Hà Nội được dẫn lời cho biết trong thời gian từ 9 giờ 30 đến hơn 11 giờ sáng ngày 7 tháng 11, tại ga Cát Linh đã có quá đông khách đến đi Metro. Trước tình hình đó, Metro Hà Nội đã phải kích hoạt các biện pháp phòng dịch. Theo đó, khách chờ lên tàu được yêu cầu xếp hàng theo hình zigzag và được phân luồng lên và xuống riêng biệt. Chừng nào khách ở tầng 3 lên tàu hết thì mới cho khách ở tầng dưới đi chuyển lên. Ông Ngọc nói với tờ VN Express. Tất cả các ga đều có phòng cách ly để đưa những hành khách có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 vào đó. Trong trường hợp khách quá đông, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao sẽ tạm thời đóng cửa nhà ga, ông Ngọc nói. Hôm 7 tháng 11, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội tìm kiếm người đi tàu trên cao tốc Cát Linh Hà Đông do liên quan đến ca nhiễm mới và yêu cầu những ai đã đi khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất tại địa phương để được xét nghiệm và hướng dẫn cách ly. Tuy nhiên, CDC Hà Nội đã bác bỏ thông báo và cho rằng đó là thông tin không đúng sự thật, nhưng đồng thời cũng kêu gọi người dân Hà Nội không nên tập trung đông người vào lúc đang có nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Do nhà thầu Trung Quốc xây dựng dưới hình thức xe điện trên cao ở thủ đô Hà Nội, tuyến Cát Linh Hà Đông là đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam được đưa vào khai thác sau hơn 10 năm thi công với nhiều lần trễ tiến độ. Trong 15 ngày đầu tiên, hành khách sẽ được đi miễn phí để làm quen. Sau đó, vé sẽ được bán với giá từ 7.000 đến 15.000 đồng cho một chuyến, tùy theo quãng đường. Ngoài ra, còn có vé ngày 30.000 đồng, vé tháng 200.000 đồng và vé giảm giá cho tập thể. Thưa quý vị, bác Nguyễn Thông, một người dân sinh sống tại Sài Gòn, có bài bình luận trên trang Facebook cá nhân như sau. Nhà cai trị ít nhiều đã thành công trong việc dùng phương tiện báo chí truyền thông tâng bốc đường sắt Cát Linh Hà Đông, dụ khi được khá đông dân chúng leo lên nó. Từ khóa của hai ngày qua là háo hức, chưa bao giờ báo chí TV thể hiện sự đĩ thỏa đến như thế. Dân chúng, những người háo hức, tò mò, vô tư, mau chóng quên rằng con đường dài 13 cây số ấy đã đội vốn lãng phí gấp 3 lần so với ban đầu, tiêu tốn gần 1 tỷ đô la Mỹ từ chính tiền thuế mà họ đóng góp suốt mười mấy năm qua, gây quá nhiều tai tiếng. Họ không hiểu rằng nhà cai trị đang xoa tay thở phào khi cho tàu chạy, coi như thế là xong, không bị thiên hạ bới đống rác Cát Linh Hà Đông ra mà ngửi nữa. Tôi nói thật, với kiểu dân háo hức an phận dễ quên như thế, đừng mong gì vào cái gọi là cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Chính dân tự tước đi cái quyền làm chủ của mình, tự cúi đầu trước kẻ cai trị, chứ không có ai bắt ép họ cả, trừ những trường hợp bị lừa. Tham một chút mồi nhử miễn phí để tiếp tay cho những kẻ chủ trương ngu dân, ngu muội. Thủ đô hiện đại thế kỷ 21 mà con tàu trông giống như một con sâu, không khác gì con sâu rau muống, xấu đau, xấu đớn. Còn coi những ảnh chụp trong tàu, thấy nó không hơn tàu điện bờ hồ Hà Đông, từ thời Pháp thuộc. Cả một hệ thống cầm quyền cứ mở mồm ra là tán tụng cách mạng 4.0, khoa học công nghệ then chốt, kinh tế số, xã hội số, điện tử, điện sinh này nọ. Nghe thì khiếp lắm, nhưng thực tế thì hỡi ôi. Nói chi điều xa xôi, chỉ nêu chuyện gần, cụ thể, hầu như ai cũng biết. Cứ đi tàu bay hoặc thậm chí chỉ vào siêu thị mua củ su hào, người ta đều đè dân ra khai báo y tế. Cũng có vẻ hợp lý, bởi đang dịch bệnh căng thẳng, dễ lây lan, cần truy vết khi có chuyện. Nhưng vấn đề là kẻ có quyền trong tay, từ ông bảo vệ siêu thị tới bà nhân viên hãng tàu bay, cứ cắm đầu cắm cổ máy móc hành hạ người khác. Thực ra, chê trách họ cũng chưa đúng lắm, bởi họ chỉ làm theo lệnh của những kẻ cấp trên nữa và cấp trên nữa nữa. Bọn ấy ngồi phòng lạnh, đâu có biết cái điều gì nên làm, điều gì không nên làm đâu. Bất kỳ ai đi siêu thị ở Sài Gòn đều chịu cái cảnh này. Gửi xe xong, họ bắt phải khai báo. Giấy kia, bút kia, ngồi đó mà khai.
ghi rõ ra họ tên, chỗ ở, số điện thoại. Thôi thì mấy thứ thông tin ấy cứ cho là bắt buộc đi, nhưng rồi phải mò mẫm tỉ mỉ khai bản thân có ho không, sốt không, có khó thở không, đau họng không, đột ngột mất khứu giác, tức là ngửi không được không, rồi đột ngột mất vị giác, nếm chua cay không biết chăng. 14 ngày qua đã tiếp xúc với ai, có ai bị nghi nhiễm bệnh không, có ai bị cách ly không, có vừa đi máy bay trong nước và quốc tế không, có đi xe công cộng không, có đến chỗ đông người mà không đeo khẩu trang, không rửa tay sát khuẩn không, vân vân và mây mây. Ôi dồi ôi, đó là chưa kể hết, chứ có nơi họ còn liệt kê tràn gian đại hải, chỉ riêng cái việc khai xong là đủ phờ rau, chả thèm vào mua bán gì nữa. Không ăn thì đừng, không đi thì đừng, chứ mình có phải con cừu đâu mà nó đè mình ra vặt lông như vậy. Sẽ có ai đó bảo phải như thế để chống dịch chứ, cần sự tự giác của dân chúng. Rồi à, có mà chống vào mắt. Lẽ ra chỉ yêu cầu biên cái tên và số điện thoại, ghi ngày tháng, thế là xong. Nếu có chuyện thì cứ theo đó mà liên lạc. Bắt con nhà người ta túm tụm cả một đống ở một chỗ để khai báo. Một cây bút cả trăm người cầm vào, thở vào mặt nhau. Vậy không lay chắc. Và tôi xin hỏi thật các ông các bà, người ta đã muốn đi máy bay, đi mua hàng, thế người ta thật thà khai báo mình bị ho, bị sốt hay gặp F0, F1 để ông bà coi thấy rồi đuổi người ta ra, không cho người ta bay, không cho người ta vào à? Chả ai dại gì. Chẳng đứa nào dại, lạy ông tôi ở bụi này. Không bao giờ. Không tin, các vị cứ thử dò lại tất cả những phiếu khai xem có ai thật thà khai mình bị sốt hay không. Đó là chưa nói, rất nhiều nơi bắt dân khai xong, nhân viên cũng chả thèm xem, kêu người khai bỏ vào cái hộp, hoặc nếu có nhận thì cũng vứt toẹt vào cái hộp, không hề để mắt coi có ai bị ho, bị sốt hay không. Làm cho có, làm lấy được, chỉ cốt hình thức, vậy thôi à. May mà vừa rồi ngành hàng không bãi bỏ cái chuyện khai báo giấy, nhưng vẫn cứ bắt khai tỉ mỉ cái sự ho sốt nóng lạnh khó thở tức ngực kia. Tóm lại, vẫn rất màu mè, quan liêu, vớ vẩn, chỉ hành nhau là giỏi. Lại này nữa, tôi tiêm mũi 2 cách đây đã gần 3 tháng, nhưng cứ mở tra cứu của Bộ Y tế khai báo đầy đủ xong thì nó chỉ xác nhận là đã tiêm mũi 1 cho thẻ màu vàng. Mà đi đâu, tới đâu cũng có người hạch sách thẻ xanh tiêm 2 mũi đâu, lại phải dí cái giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi ra. Đên khổ, thời buổi 4.0 mà quá 0.4, vậy mà đòi chính phủ điện tử, xã hội số này nọ, còn khuya. Thưa quý vị, không chỉ có bác Nguyễn Thông, giáo sư Mạc Văn Trang cũng góp đôi lời với đường sắt Cát Linh Hà Đông một cách ướt át hơn. Ông viết phát động cuộc thi thơ ca về đường sắt Cát Linh Hà Đông. Xin đề xuất với tuyên giáo kết hợp với Sở Giao thông Hà Nội phát động cuộc thi thơ ca về đường sắt Cát Linh Hà Đông. Với khí thế tưng bừng phấn khởi nô nức của nhân dân đón mừng ngày khai trương con đường sắt trên cao lần đầu tiên xuất hiện ở thủ đô sẽ là cảm hứng dân trào cho thi ca bùng nổ. Cuộc thi thơ ca này rất nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, chứng tỏ chủ trương đúng đắn, sáng suốt làm con đường lịch sử này được dân ủng hộ. Thứ hai, ca ngợi tình hữu nghị 4 tốt 16 chữ vàng, thể hiện sinh động cụ thể bằng biểu tượng con đường sắt trên cao, cắt ngang Hà Nội rất độc đáo trên thế giới. Thứ ba, xóa đi những sai lầm tội lỗi như chặt phá mấy ngàn cây xanh, đội vốn gấp mấy lần, kéo dài hơn 10 năm, hơn 10 lần sai hẹn, rước đồ phế thải về, rồi cục nợ trả không biết đến bao giờ mới hết. Tinh thần phấn khởi, tiếng hát ác tiếng than và các luận điệu tuyên truyền bôi nhọ của các thế lực thù địch. Và thứ tư là vân vân và mây mây. Dân ta sẽ rất sáng tạo, nghĩ ra nhiều ý thơ, vần thơ, câu thơ độc đáo để mà thể hiện. Hà Nội là đất thi ca, Việt Nam là cường quốc thơ, sẽ có thơ hay về con đường huyền thoại này thả lên trời trong ngày thơ Việt Nam. Mình nhớ năm 59-60, xã mình mở cuộc thi thơ ca về hợp tác xã nông nghiệp được bà con hưởng ứng rất rầm rộ. Bài được giải nhất có câu là cầm vàng còn sợ vàng rơi, vào hợp tác xã đời đời ấm no. Vậy nên cuộc thi thơ ca về con đường sắt này chắc dân Hà Nội sẽ hưởng ứng vô cùng sôi nổi vì bà con chen nhau náo nức thế kia cơ mà. Mình hình dung đêm qua đi tàu về có nhiều cụ thao thức không ngủ được đã làm thơ rồi. Đại thể là ơn đảng, ơn bác đời đời, có con đường sắt sáng ngời thủ đô. Hay là trải qua mấy cuộc bể dâu, thủ đô lại có con tàu hôm nay. Và 10 năm chờ đợi mỏi mòn, hôm nay ông cháu bố con lên tàu. Hay là ôi con đường sắt Cát Hà, mối tình Trung Việt nở hoa sáng ngời.
Lại cũng có người viết rằng gió đưa cây cải về trời, đường sắt ở lại sáng ngời thủ đô. Cát Linh với lại Hà Đông, 13 km giờ không là gì nữa. Con tàu vùn vụt băng đi, chỉ trong một tiếng là về đến nơi. Hôm nay được đi tàu rồi, nhiễm Covid chết, cuộc đời vẫn vinh quang. Thưa quý vị, thơ Bút Tre viết rằng Cát Linh tàu chạy đến Hà, đông người chen chúc như là chọi trâu, hoang hô bắc thể bộ giao, thông cho đường sắt trên cao chạy rồi. Dân chen nhau sướng tơi bời, Quảng Chi sức tráng ê người vẹo mông. Em ơi, em có sướng không? Yêu con đường sắt Hà Đông Cát Linh.